Kính chào quý vị và các bạn, thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của anh Tùng để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàng. Mai tàng có đế đẹp nhưng quý vị. Rồi, chào anh Tùng. Rồi, chào anh Tuấn, chào bà con cô bác. Nay vô luôn bà con cô bác một số mai tàng nha bà con bác. Này mai là mai giỏ là gai. Ủa giỏ là thủ đức nha quý vị. Thủ đức bông từ 6 12 cánh ha. Bao bông chỗ quý vị ha, bao ship, bao tá lạ. Vào tá lạ. Rồi mình giới thiệu lại cái địa chỉ mình anh. Địa chỉ mình ở Bà Thới, Sau Định, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Rồi rất mong bà con quát ủng hộ mình ha. Rồi số điện thoại của anh Tùng thì để trên tiêu đề đó quý vị ơi. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào cái alo anh Tùng ha. Rồi anh vào cây số 1 luôn. Rồi cây số 1. 1m4. Rồi cao 1m4. Tăng ngang 1m03. Rồi tay cành ở đây. Đó. Để đây, để whip luôn. Hoành thì nó luôn. Thông số 19 hoành có hơn. Rồi. Đó. Đấy đều bốn mặt nha quý vị. Rồi cái mã số 1 mình giao lưu nhiêu anh? Rồi, mã số 1 khai mạc giao lưu 600 luôn. Rồi, 600.000 bao ship luôn, được cây mai tàng luôn. Đế đẹp luôn có 600.000. Rồi, mã số 2, cái này dáng thú nha quý vị. Có mình ha. Rồi, dáng thú hàng thân lắc luôn ha. À. Rồi, chiều cao nó anh Tùng ơi. Rồi, chiều cao 1m20. Rồi, 1m20. Tay cành lặng trên đây quý vị. Cái đó có duyên nha quý vị, thân lắc ha. À, mình dạng thú ha. Rồi, 19 hoành ngay tim. Rồi. À. Rồi. Giao luôn nhiêu anh? Mã số 2 giao luôn 800 luôn. Mình thú luôn ha. Cũng luôn. Rồi, xuống cây luôn. À. Rồi, mã số 3 luôn. Và cái này VIP ha. À. Rồi chiều cao 1,5 m luôn có hơn luôn. Rồi 1,5 m có hơn, tàn hơn tay cành luôn, tua tủa luôn. Kẹo luôn ha, kẹo luôn. Rồi 21 hoành có hơn luôn. Đợi em xíu nha. Rồi chính xác ha. Đó, hơn 21 luôn. Rồi để đây, để quá trớn luôn. Quá xa, quá xa cái đế luôn ha. Rồi, mã số 3 giao luôn 1,5 triệu luôn. 1,5 triệu quý vị. Để đẹp tay cành đẹp luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 4. Rồi, chiều cao 1,5 m có hơn luôn quý vị ơi. Rồi, hơn 1,5 m. Đó. Tay cành. Đều ha quý vị. Rồi, hoành. Hoành 21 luôn. Rồi, chính xác. Để đây. Để khá luôn. Rồi, giao luôn nhiêu anh? Rồi, 600.000 luôn. 600.000 quý vị ơi, bao ship cho quý vị toàn quốc luôn. Rồi, quý vị thích cây nào, alo liền anh Tùng nhân quý vị. Rồi, mã số tiếp theo. Số 5. Chị cao 1,5 m có hơn quý vị ơi. Rồi, có hơn. Đó, tàn đó. Tay cành nè, cứ chậm chậm đợi em xíu nha anh Tùng. Rồi, một cốt dốc ngọn thôi. Nhanh quá quý vị sẽ không kịp. Rồi. 20, hay, 20 có hơn ha. Tính 22 thôi. Để đâu quý vị. Đó. Rồi, giao luôn nhiêu đây anh? Rồi, 900.000 luôn quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Cái tiếp theo. Số 6 không? 6. Cái đế đẹp ha. Rồi, chiều cao 1m4. Rồi, 1m4 cao. Ngày chi này 19 đúng. Rồi, 19 hoành nhưng quý vị tay cành thì nè. Cũng tua tủa chi đều ha. Rồi, chính xác. Để nè. Để lu luôn. À, nôm luôn. Rồi giao luôn nhiêu anh? Rồi mã số 6 giao luôn 1,1 triệu luôn. Rồi xuống cây luôn. Để đẹp luôn. Cùng lực. Chiều cao 1m3 luôn quý vị. 3 còn hơn. Rồi. Rồi thông số 20 hoành luôn. Rồi. Để quá khứ luôn. Rồi, mã số 7 giao lưu 800 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 8 luôn. Dữ dằn ha. Chiều cao 1,5 m luôn. Rồi, 1,5 m cao. Em Lâm Hoành. Rồi, chính xác. Cũ cho bá luôn á, gì vậy? Hết sức cây cũ ha. Con sâu bụi cho bá này vậy? Sông mai. Rồi giao luôn nhiêu đây anh? Rồi mã số 8 giao luôn 1,2 triệu luôn vậy. Rồi xuống cây. Rồi mã số 9.
chín này tay cành đều à. Thân một cốt dốc ngọn luôn. Ngọn cao lên đây luôn. Rồi chiều cao tầm chắc cỡ 1,5 m, 2 m cái gì. Rồi, 2 m trở lại thôi ha. Chứ không quá 2 m. Đó. Tay cành quá xá đẹp. Rồi để sao đây? Để tìm vip luôn. Ngày 14 ha. 24 mình. À, giao lưu nhiêu anh Tùng? Rồi, mã số chính này giao lưu 2 triệu luôn cái gì ơi. Rồi, 2 triệu cái gì ơi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 10. Số 10. Cao 1,7 luôn cái gì ơi. 1,7 cao ha. Đó. 21 quành đúng. 51 quành, chính xác. Để đây. Đây, hồi nói ha. À. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Rồi, mã số 10 giao luôn 700 luôn cái gì? 700 cái gì ơi? Rồi, xuống cây. Rồi. Mã số 11. 11. Lùng lực ha. Rồi, chiều cao tầm 1m4 luôn. Rồi, 1m4 cái gì ơi? Tay cành bự bự nè. Lùng lực. 25 quành cái gì ơi? Rồi, chính xác. Rễ thì quá xa rễ luôn. Rồi giao luôn nhìn Tông. Rồi mã 11 vô luôn 1,5 triệu luôn cái gì ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 12. Rồi tay cành đẹp luôn, tàn thông luôn. Chiều cao 1,5 m luôn cái gì ơi. Rồi 1,5 m cao. Tay cành đều nha quý vị. 20 quành. Rồi. Để luôn. Để luôn cái gì. Rồi giao luôn nhiên Tông. Rồi mấy 12 giao luôn 700 luôn cái gì ơi. 700 à. Rồi. Xuống cây. Nhanh tay chốt cái gì ơi. Rồi mã số 13. 13. Rồi chiều cao tầm 1,3 m luôn cái gì ơi. 3 ha, tầng tròn ha. Đó. Tròn cái gì. Quay luôn mà để whip luôn. 22 quành cái gì ơi. Ủ chà bá luôn. Để đều ha, công to luôn nè. Rồi mấy 13 vô luôn 1,5 m luôn cái gì ơi. Rồi xuống cây. Có hồ đế đẹp ha. Rồi lên cây mới luôn. Rồi mã số 14. 4. Rồi 1,5 m cũng hơn luôn. Rồi đo ra lại vậy luôn ha. Rồi, đó đại qua vậy đi. Ừ. 28 quành. 28. Đã hết luôn vậy quý vị. Ờ quý vị coi tham khảo đo lại nha. Rồi mới 14 vô luôn 700 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Ở 15. 15. Chiều cao 1,5 m luôn. 16 quành. À, 16 quanh, để đây. À, đây cũng quá xá luôn nè. Kẹo luôn. Tay cành cũng đẹp luôn ha. Rồi, giao luôn nhiêu đây anh? Dạ, 15 giao luôn 800. Rồi, 800 ngàn quý vị ơi. Rồi, 16. Cao 1,4 m luôn quý vị ơi. 1,4 m. 20 quanh quý vị ơi. Rồi, chính xác. Để đây, đi nôm luôn. Rồi, giao luôn như đây anh. Rồi, mang 16 vô luôn, 800 luôn vậy. Rồi, 800 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Không không. Nặng, 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 cây này nặng à. Quanh này bự nha. Rồi, mã 17. 17, chiều cao tầm 2 mét cái gì vậy. Rồi, đụng lưới lan ở trên luôn, đó. 28 quanh. Rồi 28 quanh. Đấy quá trời luôn. Rồi giao luôn nhiêu anh Tùng. Rồi mã 17 giao luôn 2 triệu quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 18 quý vị. Cũ luôn ha. Chiều cao 1,5 m luôn.
Rồi mét rưỡi cao. Mười tám anh. Rồi chính xác. Có hơn luôn. Cũng chào bác. Thằng do. À, rồi giao luôn nha anh Tông. Rồi mấy 18 giao luôn 900 luôn cái gì. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã 19. Rồi chiều cao tầm 1,5 luôn cái gì có hơn. Rồi. Em lâm hoành cái gì. Rồi chỉ này nha. Rồi con ngay đó ha. Rồi giao luôn nha anh Tông. Rồi mới 19 vô luôn kiểu gì. Rồi xuống cây. Rồi mã số 20. Chiều cao 1,5 có hơn luôn nha quý vị. Rồi hơn 1,5. Đó. Tàn thông ha. Đấy, cành đều đây quý vị ơi. 22 mình có hơn quý vị ơi. Rồi hơn 52 luôn. Đây liền bể để đặt đó ha. Đẹp ha. Rồi mã 20 vô luôn 1,2 triệu luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 21. Cao 1,5 luôn quý vị ơi. Rồi 1,5. Em hai quạnh quý vị. Rồi chính xác. Để điều của mặt coi nha quý vị. Rồi mã 21 vô luôn 900. Rồi 900 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Rồi cái đi luôn luôn. Rồi mã số 22 ha. Rồi chỉ cây 1,5 luôn. 1,5. Rồi thông số hai thông số đây 21 cũ tròn tròn uống tròn này 34 33 33 đó nôm luôn để quá khứ luôn. Rồi mấy 22 vô luôn 1,7 triệu luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 23 chiều cao 1,5 triệu luôn. Rồi 1,5 triệu cao ha. Còn này 28 nha quý vị. Rồi chính xác. Đó ngay chỉ này nha quý vị. Rồi thì đó đó. Rồi mã 23 vô luôn 1,5 triệu luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi 24. Cái cành đặt hết trơn ha. Kẹo luôn. Trời chưa cao 1,5 triệu luôn quý vị ơi. Mười chín quanh quý vị ơi. Chính xác. Rồi. Rồi báo giá luôn. Rồi mang 4 vô luôn 700. Rồi xuống cây luôn. Rồi mang 25. 25. 1,5 triệu luôn quý vị ơi. Hãy cành thôi sang sát luôn. Rồi 21 quanh ngay tim. Rồi, cái này có củ đặt quái quái nha quý vị. Quái quái này cho nó cộng để quái quái ha. Có ớt nè. Rồi, mã 25 vô luôn 1,3 triệu luôn quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. 26. Chiều cao lúc kim là 1,5 triệu luôn. Rồi. Quanh, 19 quanh. Rồi chính xác. Đây nè, quá khứ luôn. Quá xa. Rồi mấy 26 vô luôn là 700 luôn. Rồi 700 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Có mấy trăm ngàn được cây mai luôn. Có đế đẹp luôn. Mấy 27 chiều cao 1,5 triệu luôn. Rồi quanh 19 luôn. Rồi đây nè. Để nè. Con thú ha. Đẹp ha. Rồi mã 27 vô luôn 700 luôn. Rồi 700 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Được cây mai tàn luôn. Để dán thú luôn. 28. Ta cành đều quá nè. Chiều cao 1,5 triệu luôn.
sẽ cần sơ sát luôn. Rồi con số 20 rồi. Ở thứ 19 hơi yếu, thứ 19 hơi nhau vậy, 9 à, để đó quệt ở đây à, vô luôn nhiên tông. Rồi mấy hàng 8 vô luôn, 800 luôn, 800 ngàn quý vị ơi. Đó. Rồi xuống cây luôn, 29 chiều cao 1,5 luôn quý vị ơi. Rồi 1,5 cao, 23 hoành à, à chính xác. Để đây, để các bạn để thật sợ không, để điệu ha. À. Rồi vô luôn nhiêu anh. Rồi mấy 29 vô luôn, 1,2 luôn quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Dạ, dễ chơi cũng nghỉ. Đây 30 cuối clip nha quý vị. Rồi mã số 30 con là mã số cuối rồi, chiều cao 1,5 có hơn luôn. Cái này ha, đẳng cấp ha. Rồi ta cành đều nha, cành chia rất là đều quý vị. Rồi thông số của anh em đó, 21 anh. Rồi chính xác, để nó đây, để quá khứ luôn. Đó. Để đều đủ ha. Rồi mới 30 cuối clip này, Zalo 1,3 luôn quý vị ơi. Rồi tay cành đẹp luôn. Rồi quý giáo mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào cái alo cho anh Tùng ha. Rồi quý vị nào xem chưa bấm đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau. Xuống cây luôn. Rồi có luôn.